Hello, xin chào mọi người cùng quay trở lại với channel của Joycoin 24 giờ. Hôm nay là thứ bảy ngày 16 tháng 3 năm 2024. Thì ngày hôm qua thì thị trường của chúng ta đã có một cái pha rung lắc khá là mạnh của BTC. Và khi BTC điều chỉnh như vậy thì mình thấy là đa phần các đồ altcoin cũng sẽ có những sự điều chỉnh thôi. Thì ngày hôm qua mình thấy là điều chỉnh nó nhiều hơn, nhưng mà trong thời gian như là sáng hôm nay thì và BTC cũng có những cái sự phục hồi lên, gọi là nó chưa phải là quá là nhiều nhưng mà cũng gọi là ở mức gọi là tương đối rồi. Thì khi mà BTC không có điều chỉnh quá là nhiều ha, thì đây là những thời điểm thì để cho một số những đồ altcoin, sẽ không có phải là tất cả như ở những thời gian trước, nhưng mà cũng sẽ là thời điểm để cho một số đồ altcoin có những cái sự tăng trưởng ha. Ví dụ như cái đồng ZU ở trên sàn DEX cũng tăng khoảng là 36%. Xây thì cũng rất là lâu rồi, thì mình thấy là cũng có những sự tăng trưởng lại. Trước đó thì nó tăng rất là mạnh, nó tăng khoảng là ít 10 lần, hơn ít 10 lần so với lại cái vùng giá đáy ha, tăng rất là mạnh. Cái đồng Bit nè, Bit thì trước đó thì admin Tài cũng cho mọi người mua ở trên nhóm của Signal ha, hiện tại là nhóm Premium á. Thì quay trở lại với lại biểu đồ của Bitcoin. Bitcoin hiện tại đang giao dịch quanh mức khoảng là 69k. Thì ở trong ngày hôm qua, ngày trước đó thì BTC đã có một cái sự gọi là điều chỉnh ha, nhưng mà sau đó thì nó rút râu lại. Nhưng mà ngày hôm qua thì mọi người thấy là cái sự điều chỉnh của ngày hôm qua thì nó lớn hơn so với lại những ngày trước đó, mặc dù rằng là nó cũng đã có những sự rút râu nè. Có nghĩa là khi mà bên này bán thì cũng sẽ lập tức có bên kia mua lại ha. Thì đó cũng là một cái sự tích cực, chứ không phải là nó điều chỉnh xuống và nó đóng lên xuống ở khu vực này luôn á. Thì mình thấy là cái điều đó thì nó mới gọi là nghiêm trọng hơn. Nhưng mà BTC điều chỉnh đi, nhưng mà lập tức có lệnh mua. Mọi người thấy là cái những cái râu nến ở gần đây là nó có sự rút râu khá là mạnh đúng không? Cái râu nến thì cũng chiếm đến khoảng tầm là một nửa cái nến, hoặc thậm chí là 2/3 cái nến ha. Thì đó là những cái điều tích cực mình thấy là ở trong những cái giai đoạn vừa rồi, khi mà đội này bán cũng có những đội kia mua ha. Và khung ngày thì chúng ta cũng đã có hai cây nến ngày liên tiếp là BTC đóng nến đỏ rồi. Và trong ngày hôm qua thì để mình xem là cái khung mắc 4 thì như thế nào. Khung mắc 4 thì ngày hôm qua thì như mình cũng đã nói ha, thì thời gian như là sáng sớm hôm qua thì mình cũng lên là mình cập nhật cho mọi người ở trên Telegram cũng như là trên YouTube ha. Thì mình cũng nói là những cái đợt rung lắc như thế này nè thì cũng sẽ là những cái cơ hội để chúng ta đi chợ ha, để chúng ta gom hàng, gom và canh bắt râu một số những cái đồng altcoin. Và trong những thời gian như thế này đấy thì nếu mọi người gọi là đi chợ thì mọi người nên đi chợ những cái đồng như thế nào? Thì những đồng thì mình nghĩ là mọi người là nên tập trung vốn là những cái đồng top coin hoặc là những cái layer 2 chạy trên Ethereum. Thì mùa này thì mình rất là bullish về ETH cũng như là layer 2 trên ETH. Còn ví dụ ở mùa trước như giai đoạn của 2020 đó, thì những cái layer 2 thì cái gọi là cái khái niệm của nó thực sự là chưa rõ ràng mọi người. Lúc đó chỉ có gọi là những cái layer 1 cũng như là top coin thôi. Nhưng mà mùa này thì chúng ta có cái sự nổi lên rất là mạnh mẽ của layer 2. Và trong thời gian vừa qua thì bản cập nhật Decoin của Ethereum thì nó cũng đã được gọi là nâng cấp rồi. Và sau cái bản cập nhật này thì mình thấy là đa số những cái layer 2 chạy trên ETH á, thì cái phần phí giao dịch thì nó đã được giảm rất là nhiều. Ví dụ như là OP ARB hoặc là ZKSYNC á, mình thấy là cái phí giao dịch giảm rất là nhiều, mặc dù rằng hiện tại thì cái gas Ethereum nó vẫn còn đang rất là cao, nhưng mà phí giao dịch đang giảm đang rất là nhiều. Còn ví dụ như một số layer 2 khác như là Score thì mình thấy là cái phí giao dịch vẫn còn đang rất là cao. Mình hôm qua hay hôm kia giờ mình swap một lần ha, mà đâu đó rơi vào khoảng tầm là 3 đến 4 đô luôn ha. Hiện tại thì về gọi là cái layer 2 trên layer 2 của Score thì anh em có thể là trải nghiệm ăn lứa để có thể là kỳ vọng sau này nhận được retrog tiếp. Nhưng mà trước đó thì mình cũng làm một vài lần thôi mà mình bỏ tới giờ luôn. Lâu lâu mình vào swap và phát, nhưng mà nó cái phí của nó rất là cao, lên đến tận 3-4 đô luôn. Nên hiện tại thì mình cũng chưa để mạnh. Nếu mà trong thời gian tới cái mạng lưới của Score, nếu mà nó cập nhật lại cái phần phí gas thì lúc đó thì mình cũng sẽ là thông báo cho mọi người, để mọi người nếu mà anh em nào muốn làm săn retro thì anh em có thể là săn trên cái mạng lưới Score layer 2 trên Ethereum ha. Thì quay trở lại với biểu đồ của Bitcoin thì thời gian hiện tại thì mình thấy là những cái đợt rung lắc này là những đợt gọi là bình thường của thị trường thôi. Tại vì khi BTC càng lên cao thì đương nhiên là cái sự dao động và sự biến động của nó sẽ càng lớn hơn so với lại những thời điểm trước. Như mình cũng đã nói thì khi mà ví dụ như là BTC ở mức khoảng tầm là 30k đi, thì những sự biến động của thị trường đó thì chỉ tầm khoảng tầm là 2 hoặc 3k giá thôi ha, là chúng ta đã thấy rất là lớn rồi. Nhưng mà khi BTC nó tăng lên đến cái vùng như là 60-70k, có nghĩa là khoảng tầm x2 so với lại là những cái vùng giá trước đó, thì BTC thậm chí nó biến động lên đến khoảng tận là 5k, 10k ha.
Và khi gọi là khi mà đường giá càng lên cao á, thì sẽ càng nhiều người muốn bán, và khi mà đường giá gọi là càng xuống thấp thì sẽ càng có nhiều người muốn mua ha. Và hiện tại thì chúng ta đang rơi vào trường hợp có nghĩa là khi đường giá càng lên cao thì sẽ càng có nhiều người muốn bán, nhưng mà gọi là cái bên này bán thì cũng sẽ có bên kia mua lại. Và trong thời gian qua mình thấy là những cái quỹ mà Bitcoin ETF á, thì họ liên tục mua thêm vào, và mỗi ngày thì có đâu đó có khoảng tầm là trên dưới 500 triệu đô la được mua vào Bitcoin ETF. Và đâu đó mình nhận được thông tin là hiện tại thì cái gọi là cái số lượng Bitcoin ở trên Bitcoin ở trên gọi là OTC Bitcoin ETF mà thì nó gần 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 dần dần thì nó đang gần cạn kiệt ha. Và đương nhiên là nếu cạn kiệt thì họ có thể là mua Bitcoin ở trên trên sàn Sensex cũng như là Sandex ha, là trên sàn của chúng ta đang sử dụng ha. Còn hiện tại thì mình thấy là cái xuống của BC thì nó vẫn đang giữ được cái đà xuống tăng, và nó vẫn đang nằm trên cái đường EMA 89 của khoảng 4 nè. Thì thường thường thì mình sẽ là phân tích về và mình nhìn về cái xu hướng ở khoảng 4 nè. Mình thấy là cái xu hướng này thì nó mình áp dụng trong một thời gian và mình quan sát á, thì mình thấy là nó khá đúng với gọi là cả những cái gọi là cái góc nhìn của mình. Nên thường thường thì mình sẽ là xem khoảng 4 là cái là gọi là để xác định cái xu hướng hiện tại thị trường. Mình thấy là vẫn đang được giữ giữ trên xu hướng tăng ha, nằm trên cái đường EMA 89 và nó đã có những cái tín hiệu như là nó rút râu nè, thì cái điều này gọi là cái điều gọi là tích cực đối với tình hiện tại ha. Còn một số những cái đồng altcoin mà trong thời gian ví dụ ngày hôm qua đó mình cũng nói là khi BTC điều chỉnh mình cũng đã mua một số những cái đồng altcoin, ví dụ như là Bitso nè. Bitso thì ở thời gian trước đó thì mình cũng bán ở cái mức khoảng tầm là 0,9 mấy ở khu vực trên này ha. Mình cũng nói thông báo cho mọi người, mình cũng chat ở trên nhóm Telegram cũng như là mình đang ở trên Twitter đó, mình cũng nói là mình bán ở cái mức khoảng là 0,9 mấy ha. 0,9 mấy ở cái vùng này. Và hôm qua thì mình mua lại ở cái mức khoảng tầm là đầu 6 đầu 7 ha. Thì hiện tại thì đương nhiên mình cũng đã có lợi khoảng tầm là 25% cái số lượng coin ha. Và mình thấy là đương nhiên là mình rất là kỳ vọng vào cái mùa sắp tới thì Bitso nó sẽ là được đẩy lên đến những mốc giá rất là cao. Và mình cũng đang có chơi cái game này, mình thấy là dev họ cực kỳ thông minh luôn, họ đang gọi là không có để cái vấn đề lạm phát quá là nhiều, gọi là cái đồng token ra bên ngoài thị trường đó. Và những cái thời điểm như thế này mình nghĩ là họ cũng sẽ chưa có bung những cái bài hết ra thị trường đâu, tại vì F0 thì vào thị trường chưa có quá là nhiều ha. Và mình dự đoán là mình dự phóng giá ha, là trong thời gian như là cái mùa buôn mạnh nhất của thị trường đó thì Bitso nó sẽ thấp nhất sẽ phải đạt cái mốc là 5 đô, và mình đang kỳ vọng là Bitso nó sẽ tăng lên đến những mốc như là 10 đô. Nhưng mà có thể là Bitso tăng lên đến mốc 5 đô thì có thể mình sẽ là chốt lời dần dần ha. Có nghĩa là chốt lời lớn hơn. Còn trong thời gian vừa qua thì chủ yếu là mình trade những cái lệnh nhỏ thôi ha. Còn SDRK Starnet thì mình vẫn giữ ha, mình chưa bán một đồng nào. Trước đó thì SDRK nó về cái những cái mốc khá là sâu, ví dụ như là của thời gian trước ha. Ví dụ để mình mở cái khung H4 đi. SDRK mọi người thấy là cái chẹt của nó thì trước đó thì nó đi thẳng nhưng một cái ruột ngựa ha, đi khá là khó chịu. Trước đó thì mình cũng nói mọi người mua cái đồng STRK ở cái mức khoảng là 1,6 đến 1,7 rất là nhiều ha. Lúc đó mình khuyên mọi người mua STRK rất là nhiều khu vực này. Và trong thời gian qua STRK cũng tăng lên đến những mốc như là để bao nhiêu? Khoảng tầm 2,67 ha, có nghĩa là nếu mà nó tăng từ đáy là lên đến cái vùng đỉnh này thì cũng khoảng tầm là 50 hơn 50%. Thì nói chung là về ngắn hạn thì cũng khá là tốt thôi, nhưng mà đó vẫn chưa có thỏa mãn cái sự kỳ vọng của mình về STRK, nên trong thời gian qua thì mình vẫn giữ chứ mình vẫn chưa bán bất kỳ một đồng STRK nào ha. Và trong thời gian qua thì STRK nó giảm về cái vùng 2 đô thì mình cũng chưa có gom lại luôn, chưa gom lại ha, tại vì là trước đó mình cũng mua ở cái mức khoảng tầm dưới 2 đô rồi. Còn nếu mà trường hợp mai mốt thì nó giảm về cái vùng dưới này lại thì có thể mình sẽ mua thôi. Còn nếu mà anh em nào mà có chưa có vào hàng STRK thì mình nghĩ là loanh quanh là cái mốc 2 đô thì chúng ta hoàn toàn có thể là chúng ta mua những cái lệnh đầu tiên được rồi ha. Còn Manta cũng là một trong những cái đồng mình khá là kỳ vọng ha. Và thời gian trước đó thì mình cũng nói mọi người mua Manta ở cái mức khoảng là đó cái mức đâu đó cái vùng khoảng tầm 2,67 ha. 2,67 ở cái vùng này. Đây. Và sau đó thì cũng tăng khoảng tầm 50%, cũng tương tự ha. Mình thấy là Manta thì gọi là cái biên độ lợi nhuận cũng khá là tương tự so với lại là Starnet ha. Và cũng chỉ trong một thời gian ngắn thôi. Và trong thời gian gần đây thì trước đó mình cũng mua Manta, mình cũng chưa chốt luôn. Và thời gian gần đây thì mình cũng đi xây thêm một ít cái đồng Manta này ha. Và mình nghĩ là trong giai đoạn như là
mùa tới thế này thì mình khuyên là anh em gọi là nên tập trung những cái danh mục đầu tư của chúng ta đó về những đồng Topcoin hoặc là Layer 2 trên Ethereum. Và cha đẻ của Ethereum ha là Vitalik thì khá là bullish về Layer 2, cũng như là ông ta rất là nhắc đến rất là nhiều về Layer 2 ha. Nên trong thời gian ví dụ cái mùa này đi, thì nếu mà anh em nào mà đã lỡ tàu mà Bitcoin rồi đó thì không phải anh ai cũng bắt được tàu đâu, tại vì trong thời gian qua mọi người đã thấy là Bitcoin thì tăng lên rất là mạnh đúng không, và nó tăng cứ tăng miết ha. Nếu mà anh em gọi là có tư duy chốt lời thì chúng ta cũng đã lỡ tàu rồi, nên mình nghĩ là nếu mà đa phần anh em sẽ lỡ tàu, nếu mà anh em lỡ tàu thì mình nghĩ là anh em có thể là chuyển về gọi là cái tầm góc nhìn về Ethereum cũng như là hai trên Ethereum ha. Và trong mùa này thì mình cũng sẽ là dành phần lớn danh mục đầu tư của mình phân bổ về ETH cũng như là hai trên ETH. Và đương nhiên là khi mà phí giao dịch càng rẻ đó thì của trên Layer 2 ha, thì đương nhiên là user thì sẽ kéo vào hệ Ethereum càng lớn, và Layer 2 cũng như Ethereum nó sẽ bổ trợ cho nhau ha, nên mình nghĩ là sẽ có cái sự gọi là tăng giá về mặt dài hạn đó. Nên tại vì sao mình phân bổ phần lớn danh mục đầu tư của mình về hệ Ethereum, và cũng có một đầu số đồng Coin nữa mà mình lưu ý ha, là ví dụ như đồng Casper là một Layer 1. Thì cái đồng Casper này thì vào thời điểm như là mùa trước của năm 2021 đó, thì anh em gọi là cũng khá là FOMO cái đồng này. Và hiện tại thì mình thấy là trước đó thì mình cũng đo như thế này ha, mọi người thấy à, thì cái đồng Casper này á, thì nó đã đi sideways, có nghĩa là cái sự biến động của nó trong cái thời gian dài thì khá là thấp. Thì từ cái sau cái vụ sụp đổ của Luna là thời gian khoảng tầm là tháng 5 đó, thì mọi người đã thấy là nó đang đi sideways thì với một cái quãng thời gian khá là dài, có nghĩa là khoảng tầm là gần 2 năm rồi. Và cái biến động của nó thì biến độ cái gọi là cái sự biến động của nó ha, không quá lớn, thì chỉ ở mức khoảng tầm là 0,026 này, là lên đến khoảng tầm là 0,05, có nghĩa là khoảng tầm là hơn x2 một chút xíu thôi, so với lại là một cái quãng thời gian khoảng tầm là gần 2 năm. Và với market cap của Casper, để mình xem market cap bao nhiêu. Market cap hiện tại là khoảng tầm 550 triệu đô la, mà mọi người thấy là cái lượng cung của nó ha, thì gần như là nó sắp ra hết rồi. Thì mình nghĩ là đây cũng là một đồng mình sẽ là có thể mình sẽ đưa vào danh mục đầu tư, hiện tại thì mình chưa có mua ha, nhưng mà mình sẽ đưa vào tầm ngắm, tại vì là mình thấy là dự án của họ thì vẫn còn hoạt động, và đương nhiên là hiện tại thì nói chung dự án mà đã build trong thời gian dài mình thấy là cũng còn hơi sơ khai một chút xíu ha, nhưng mà họ vẫn còn làm việc, và gọi là cái số lượng gọi là về gọi là layer one mà market cap của nó thì mọi người so với lại những cái layer one khác đi thì nó khá khiêm tốn đúng không, và cái lượng gọi là coin của nó thì nó gần như là ra hết rồi. Và nếu mà trường hợp mà trong thời gian tới thì nếu mà nó có xu hướng ha, nó rách lên cái vùng đâu đó cái mức khoảng tầm là 0,6 đô thì có thể là mình 0,06 ha, thì có thể là mình sẽ là canh vào hàng. Còn trong thời gian tiếp theo thì mình sẽ là tiếp tục quan sát thôi ha. Còn anh em nào mà thích Casper thì chúng ta cũng có thể là phân bổ một ít vốn cũng được ha, cũng tùy mọi người thôi. Còn hiện tại thì mình vẫn là chưa có mua cái đồng Casper này. Thì hôm nay là thứ bảy ha, và ngày mai cũng là chủ nhật, nên mình nghĩ là thị trường cũng sẽ không có nhiều những sự biến động quá lớn so với lại những cái ngày giữa tuần đâu ha. Nên mình nghĩ là trong những thời gian như thế này thì một số những đồng meme coin thì nó sẽ tiếp tục được bơm đó ha. Thì nếu mọi người thấy video hữu ích thì có thể để lại một like cũng như đăng ký kênh hoặc bật chuông thông báo, và mọi người có thể là tham gia vào nhóm Telegram, link mình có để dưới phần mô tả ha. Trong Telegram mình sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin về tình hình thị trường hơn. Mình xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.